tuổi Bình Thân 1956, cứ xây nhà năm 2022, chắc chắn hưởng trọn lộc trời, suốt đời giàu có bình an. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Phong thủy Lộc Tài, kênh phong thủy hữu ích chuyên chia sẻ về những kiến thức tử vi, phong thủy ứng dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, chương trình được sự tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, an cư lạc nghiệp là lời khuyên của ông bà ta từ rất nhiều đời trước và cho đến nay vẫn còn ẩn chứa nhiều giá trị sâu sắc. Mỗi ngôi nhà tốt sẽ tạo nên hồng phúc và đem tới vận may cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Xét theo góc độ tâm linh, các yếu tố để tạo nên một ngôi nhà tốt bao gồm rất nhiều điều như cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý và cảnh quan xung quanh. Nhưng trong đó quan trọng nhất vẫn là hướng nhà và tuổi của gia chủ. Đặc biệt đối với các gia chủ tuổi Bính Thân, với đặc điểm của cung mệnh là đại diện cho nhân tố đất thì tầm quan trọng của hướng nhà lại càng nâng cao rõ rệt hơn. Vậy các mệnh chủ tuổi Bính Thân xây nhà năm 2022 Nhâm Dần thế nào? Để phúc lộc dồi dào, càng ở lâu càng giàu có, tiền bạc ùn ùn kéo tới thì xin mời quý vị cùng theo dõi Phong thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong năm Nhâm Dần 2022, các mệnh chủ tuổi Bính Thân 1956 đã bước sang tuổi 67. Năm nay, mệnh chủ tuổi Bính Thân bị phạm tam tai, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Bính Thân muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được hanh thông thuận lợi nhất. Những gia chủ tuổi Bính Thân thuộc cung Cấn, mệnh Thổ có bốn hướng tốt là Đông Bắc, Phục Vị, Tây Bắc, Thiên Y, Tây, Diên Niên, Tây Nam, Sinh Khí. Những hướng xấu với tuổi Bính Thân bao gồm 4 hướng sau: hướng Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Khi ở trong những ngôi nhà không hợp hướng thì những mệnh chủ tuổi Bính Thân thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống gia đình, nhiều bất hòa cãi cọ, công việc gặp nhiều trắc trở, hay bị tiểu nhân hại lén và chọc gậy bánh xe, khiến cho con đường công danh sự nghiệp cũng như tài lộc bấp bênh, cho dù kiếm được tiền nhưng rồi cũng lại mất hết. Vậy nên, để hóa giải những điều xấu do ở trong nhà không hợp hướng mang lại, những gia chủ tuổi Bính Thân cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng cho các gia chủ tuổi Bính Thân. Gương treo trước cửa nhà để hóa giải hung khí từ bên ngoài đi vào nhà, cũng như hóa giải những khí xấu do nhà không hợp hướng mang lại. Hơn nữa, gương được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo đúng gia chủ tuổi Bính Thân. Vậy nên, gương sẽ phát huy công năng tốt nhất, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ tuổi Bính Thân và những người khác trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được hướng nhà tốt, nhưng để biết hướng đó có xây được hay không, chúng ta cần phải xét đến yếu tố thiên khí, tức là những cát tinh và hung tinh ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đất của quý vị động thổ khi xây nhà. Đất được vận thì tuổi nào xây cũng được, đất không được vận thì chọn năm khác xây. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nhà nào xây tốt? Hướng nào được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời? Xin mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, là màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất các thần. Nhất Bạch là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi bấp bênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về làm ăn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên, với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc cũng là một trong bốn hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Ở vào hướng này, bị phạm vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở vào hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm hơn. Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà phạm hướng ngũ quỷ, các mệnh chủ tuổi Bính Thân cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà bị phạm hướng ngũ quỷ mang lại.
Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm 3 dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam với những gia chủ tuổi Bính Thân cũng là hướng không hợp. Tuổi Bính Thân ở nhà hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành Thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên các mệnh chủ tuổi Bính Thân cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những hung khí do nhà không hợp hướng mang lại. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu, hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Những gia chủ tuổi Bính Thân mà nhà ở hướng Đông thì không được hướng, là một trong những hướng xấu cần phải tránh, vì hướng này rơi vào cung lục sát. Lục sát là sao Văn Khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Vậy nên các mệnh chủ hãy nhớ treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải cho nhà không hợp hướng, giúp gia chủ tuổi Bính Thân cùng những người trong gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc đủ đầy. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn được gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên quý vị xây nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Mai Hoa Phú Quý để hóa giải. Hướng Diên Niên với tuổi Bính Thân là hướng Tây. Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Đối với hướng Đông Trạch thì Phúc Đức cũng không được tốt cho lắm vì gặp tình huống Kim bị khắc chế nên lực khí tốt giảm đi rất nhiều. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạch hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thương quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp Nhất Bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy Mai Hoa Phú Quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc cũng là một trong bốn hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Khi ở hướng này được hướng Thiên Y,
Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh, không những có biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao thiên y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất với ngũ hành thuộc thổ. Thứ 6 là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Những trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Ở hướng này là hướng Phục Vị. Phục Vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ 7 là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm vào Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý, cũng như mang lại bình an và may mắn nhất cho mình. Như chúng ta đã biết ở trên, hướng Đông Nam cũng là một trong những hướng không hợp mệnh với tuổi Bính Thân. Ở hướng này bị phạm vào tuyệt mệnh là một trong bốn hướng xấu nhất. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành nên sự nguy hiểm của nó càng gia tăng. Vậy nên các gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá. Nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn rất khó hóa giải, vậy nên việc xây mới hoàn toàn thì không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Hướng sinh khí với tuổi Bính Thân là hướng Tây Nam. Sinh khí là sao Tham Lăng tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông Tứ Trạch thì hợp được trạch vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh đối với các hướng đó, giúp cho nhà cửa của gia chủ thịnh vượng lên. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Bính Thân trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Phong thủy Lộc Tài rất mong nhận được những nút like cũng như bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo của quý vị để không bỏ lỡ các chương trình hay và ý nghĩa nhất trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.